Hello, xin chào các bạn. Ở trên tay mình chính là hai siêu phẩm điện thoại gặp mới nhất đến từ nhà Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Z Fold 5 và Samsung Galaxy Z Flip 5. Ở video lần này thì mình sẽ trên tay nhanh đến với các bạn hai sản phẩm này và để xem là hai chiếc điện thoại này nó sẽ có những điểm gì nâng cấp so với thế hệ cũ các bạn nhé. Thiết kế của cả hai chiếc điện thoại năm nay thì nó sẽ không khác biệt quá nhiều so với thế hệ trước, tức là các bạn sẽ vẫn có một cái thiết kế gập theo kiểu truyền thống, tuy nhiên thì nó sẽ được nâng cấp khá là nhiều ở cái phần ngoại hình này. Tiêu biểu dễ thấy nhất thì các bạn có thể thấy ở trên cả hai con Z Fold 5 và con Z Flip 5. Với cái phần bản lề thì nó sẽ khít hơn trước rất là nhiều. Và với một cái thiết kế khít như thế này thì nó sẽ hạn chế việc bụi bẩn hay kể cả là những vật thể lạ nó rơi vào khi mà các bạn sử dụng máy. Và khi mà các bạn bỏ vào túi á, thì nó cũng sẽ đỡ cộm hơn rất là nhiều. Đây là một cái cải tiến rất là nổi bật ở trên hai chiếc điện thoại Galaxy Z mới nhất đến từ nhà Samsung. Còn về những phần khác, ví dụ như màn hình thì với chiếc Galaxy Z Fold 5 thì nó sẽ không có khác biệt quá nhiều so với thế hệ trước. Chúng ta vẫn sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.2 inch và độ phân giải của nó thì sẽ là HD Plus, tần số 120Hz. Còn ở phần bên trong khi mà các bạn mở ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 7.6 inch, độ phân giải của nó thì sẽ là 2K Plus và kèm theo đó tần số quét của nó thì sẽ là 120Hz. Với một cái màn hình với một cái kích thước rất là rộng như thế này thì các bạn sẽ có thể thoải mái thao tác với nó và kèm theo đó chất lượng hiển thị mà nó mang lại thì cũng rất là tốt. Màu sắc thì trong trẻo, rất là sống động và độ chi tiết của nó thì cực kỳ cao. Có một điểm mà mình rất là thích ở trên dòng Galaxy Z Fold 5 này đó chính là các bạn sẽ có thể làm việc multitask ở trên nó luôn. Tức là chúng ta sẽ có thể sử dụng rất là nhiều những cái ứng dụng trên cùng một cái màn hình. Các bạn sẽ có thể thoải mái vừa xem YouTube, vừa lướt TikTok hay kể cả là các bạn vừa tích nốt ở trên một cái phần màn hình, làm việc đa nhiệm rất là tốt. Nhưng nâng cấp nổi bật nhất thì chúng ta lại nằm ở trên con Galaxy Z Flip 5. Với màn hình phụ của con này thì nó đã được nâng cấp lên đến là 3.4 inch. Với một cái màn hình phụ rất là to như thế này thì chúng ta sẽ có thể làm rất là nhiều việc ở trên cái phần màn hình phụ này luôn. Dễ thấy nhất thì các bạn sẽ có thể là xem lịch ở trên này nè. Các bạn có thể là làm thêm nhiều việc khác, ví dụ như là chúng ta sẽ có thể bấm đồng hồ, ghi âm, vân vân, rất là nhiều. Và đặc biệt năm nay các bạn sẽ có thể sử dụng thêm ứng dụng YouTube, TikTok, rất là nhiều những cái ứng dụng khác ngoài cái phần màn hình phụ này luôn. Nó sẽ không hạn chế giống như năm rồi. Và với cái màn hình bên trong thì chúng ta vẫn sẽ có kích thước là 6.7 inch và nó sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X. Với cái tấm nền này thì nó sẽ hiển thị cũng giống như là con Galaxy Z Fold 5 lúc trước, rất là tươi và kèm theo đó thì cái độ nịnh mắt mà nó mang lại thì vẫn rất là tốt. Với camera ở trên Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 thì chúng ta sẽ không có sự nâng cấp quá nhiều. Với Galaxy Z Fold 5 thì chúng ta sẽ sở hữu một cái cụm 3 camera với cảm biến chính là 50MP. Camera tele thì nó sẽ có độ phân giải là 10MP và camera góc siêu rộng thì nó sẽ có độ phân giải là 12MP. Cụm camera này thì nó sẽ mang lại một cái chất lượng ảnh rất là tốt, độ chi tiết rất là cao và kèm theo đó là màu sắc của ảnh rất là nịnh mắt. Đến với cụm camera của Galaxy Z Flip 5 thì nó chính là cụm camera của Galaxy Z Flip 4 đem lên với cảm biến là 12MP cảm biến chính, còn cảm biến góc siêu rộng thì chúng ta sẽ có độ phân giải tương tự luôn là 12MP. Với cụm camera này thì các bạn sẽ có thể làm rất là nhiều việc với nó, ví dụ như là các bạn sẽ có thể selfie trực tiếp bằng cụm camera sau nè, với cái phần màn hình flex window ở ngoài để cho các bạn có thể là kiểm soát được, chúng ta có thể là biết chúng ta selfie gì bằng cái phần màn hình ngoài này. Rồi đi vào phần bên trong của cả hai chiếc máy thì với Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 nó sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Còn dung lượng RAM của cả hai chiếc máy thì nó sẽ có sự khác biệt đôi chút. Với Galaxy Z Fold 5 thì chúng ta sẽ có một cái option dung lượng RAM là 12GB. Bộ nhớ trong của nó thì sẽ có 3 phiên bản, đó chính là 256GB, 512GB và 1TB. Còn đối với Galaxy Z Flip 5 thì chúng ta sẽ được trang bị dung lượng RAM nó sẽ khiêm tốn hơn một xíu, đó chính là 8GB, còn dung lượng bộ nhớ trong của nó thì sẽ là 128GB, 256GB và tối đa là 512GB. Với cái dung lượng bộ nhớ và dung lượng RAM như thế này thì các bạn sẽ có thể thoải mái lưu trữ tất cả những cái phần mềm, ứng dụng hay kể cả là những đoạn video mà các bạn yêu thích một cách rất là thoải mái, bởi vì không gian của nó đang rất là rộng rãi rồi. Cuối cùng đó chính là về phần dung lượng pin. Với Galaxy Z Fold 5 thì nó sẽ được trang bị một viên pin với dung lượng khá là khiêm tốn 4400mAh. Còn với Galaxy Z Flip 5 thì nó sẽ được trang bị một viên pin còn khiêm tốn hơn nữa, đó chính là 3700mAh. Nhưng nó sẽ chỉ được hỗ trợ sạc nhanh là 25W thôi. Với dung lượng pin và tốc độ sạc như thế này thì mình không đánh giá cao lắm cái thời lượng on-screen của cả hai chiếc máy. Tuy nhiên thì nếu như các bạn có đem theo củ sạc thì cái vấn đề này nó sẽ được khắc phục một cách tối đa. Tổng kết lại thì với cả hai chiếc điện thoại gập của Samsung năm nay, Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5,
nó sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tốt dành cho các bạn. Nếu như các bạn muốn đổi gió, các bạn sử dụng Galaxy S lâu rồi, các bạn muốn đổi gió qua một chiếc điện thoại gập, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các bạn. Và bây giờ thì các bạn đã có thể đặt trước Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 tại Phong Vũ rồi. Và thời gian đặt hàng của chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết ngày 31 tháng 8. Và thời gian dự kiến giao hàng sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2023. Và khi mà các bạn đặt trước hai sản phẩm này tại Phong Vũ thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những ưu đãi và kèm theo đó là khuyến mại hấp dẫn khác. Đặt ngay nha.